thiếu thứ hai thẳng thắn tại Rap viện, đẹp trai nhưng tụi anh rap hay, thái độ huấn luyện viên Andre chú ý. Thiếu thứ hai và Hurricane được cho là có lời đáp trả thẳng thắn tới phát ngôn của Andre ở tập 1 Rap Việt mùa 3. Tập 11 Rap Việt mùa 3 gây bùng nổ khi có sự xuất hiện của Hiếu Thứ Hai đến hỗ trợ cậu bạn thân Hurricane trong vòng thi bứt phá. Màn trình diễn mang tên Một Công Đôi Việc của hai thành viên gớt ngang nhận được nhiều lời khen từ khán giả khi thể hiện được màu sắc khác biệt của thí sinh đội Big Daddy so với hai vòng thi trước. Đặc biệt, tiết mục này còn gây chú ý với câu rap, cứ việc nói là rapper đẹp trai nhưng chăm nghe không bằng mắt thấy. Đẹp trai đúng, nổi tiếng đúng, nhưng mà tụi anh rap hay. Đây được xem là lời đáp trả trực diện của Hiếu Thứ Hai đến huấn luyện viên Andre ngay tại sân khấu Rap Việt. Trước đó, ở tập 1 vòng chọn đội, Andre từng có phát ngôn thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Anh thấy nhiều rapper đẹp trai, rap chán nhưng vẫn nổi tiếng. Phát ngôn của Andre nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội, bởi nhiều người cho rằng anh đang cà khịa các rapper trẻ hiện nay. Khi đó, người được netizen réo gọi nhiều nhất không ai khác là Hiếu Thứ Hai. Hiếu Thứ Hai được nhiều người biết đến từ 3 năm trước, khi là thí sinh sở hữu visual thu hút có tiếng của King of Rap. Vẻ ngoài của anh chàng thời điểm đó còn được so sánh là bản sao của người mẫu Quang Đại hay cầu thủ Đoàn Văn Hậu vì có nhiều nét tương đồng. Sau cuộc thi, dù không giành ngôi vị cao nhất nhưng Hiếu Thứ Hai vẫn được đánh giá là người thành công nhất King of Rap. Nam rapper sở hữu nhiều bản hit, lượng fan hùng hậu, còn được mời làm thành viên của chương trình thực tế 2 ngày 1 đêm.